Rồi, em xin chào kênh Bonsai Thành Thơ, em chào tất cô chú anh chị. Nay em lên clip mai dạo ghiên, dạo hột, dạo thủ đức nha cô chú anh chị. Cây thần chậu lâu năm nha cô chú anh chị. Để giao lưu tới cô chú anh chị. Mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh và số lượng là rất là nhiều nha cô chú anh chị. Vừa qua em bán cho cô chú anh chị biết là toàn là mai từ 7 cánh trở lên là số lượng 80-90% nha cô chú anh chị. Em lựa bông đẹp bán tới cô chú anh chị không à. Thằng vậy luôn. Chương trình ship em là bao ship miễn phí, ship ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Bước đi vô là cây số 1. Số điện thoại em là 0335767848. Em ở thị trấn A6 Châu Thành, Hậu Giang. Rồi số 1 luôn. Cao cũng 1m 7m8 gì ta. Đo chiều cao cái coi. Chiều cao là 1m9. Tán ngang là 1m5. Đó, đây có rễ lại gà đây. Hoành thân ngay đây là 27. Đó, cây mã số 1 này em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu. Em gỡ chậu ra ship nha cô chú anh chị, không ship chậu nha cô chú anh chị. Đó. Chương trình phí ship em là miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 2. Đó, tới cây mã số 2 này nè, em vô cái chậu này là cái chậu bằng mũ, em miễn phí ship toàn quốc luôn, mà em ship nguyên cái chậu tới cô chú anh chị nha cô chú anh chị. Đó. Em ship tới cô chủ anh chị, mà cô chú anh chị mình về để đó, chừng nào muốn thay chậu thay qua chậu, mua chậu xịn thay vô. Em ship nguyên chậu là ship đỡ tới cô chú anh chị nghe cô chú anh chị, cô chú anh chị mình về mua cái chậu khác thay vô cho đẹp. Đó. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 1m5. Cái này nở đế nha cô chú anh chị. Hoành thân là 26, yếu tính 25. Đó. Cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.600.000. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 3. Hẳn là cây mai dảo Thủ Đức ghiên nha cô chú anh chị. Đó. Bông là 7 cánh đến 12 cánh, tím tỷ lệ là cả 98-90% nha cô chú anh chị. Đó, giờ này em là lựa giống là tốt luôn nha cô chú anh chị. Đó, cành chi mịt trời luôn. Đó. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, ship nguyên chậu tới cô chú anh chị mình luôn, là cô chú anh chị mình về thay chậu khác cho nó đẹp hơn. Đây nở không đó. Rồi. Hoành thân ngay đây là 25. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 1m6. Cây mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.500.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Ngoài kia, đường này. Rồi ra xích ngoài kia. Ra ngoài lấy cái kia. Rồi tới cây mã số 4. Đó. Vẫn là một cây mai dảo ghiên, dảo hột, dảo Thủ Đức nha cô chú anh chị, từ hột lên luôn nha cô anh chị. Cái giống này là em lựa giống là chất lượng nha cô chú anh chị. Đó, vừa qua em có lên bán cho cô chú anh chị một đó bông ha, liệt liệt luôn, bông chùm mà bông thơm không mà cánh nhiều luôn nha cô chú anh chị.
Đó, nay em để mới này là cho nó ra đọt nhiều gì bán tới cô chú anh chị mình. Cái này về tỉ cần tưới nước thôi, tới Tết là nở bông rồi cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn. Hoành thân ngay đây là 20. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 129. Đó, cây mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. 1.700.000. Đã đây đi, đã đây đi. Rồi, tới cây mã số 5. Đó. Vẫn là một cây mai giảo ghim giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Với giống này chất lượng nha cô chú anh chị. Đó. Cây nào nay tàn tẹt nghe không á. Ngậm luôn. Quá dày quá đẹp luôn. Bông này cô chú anh chị mình là khổ cần chê. Bông trùm. Nhiều cánh mà thơm luôn. Hoành 21 yếu tính 20. Chiều cao là 131. Tán ngang là 129. Đó, cái mã số 5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn có ship toàn quốc luôn. Xong để ngay đừng đi. Đem mấy thằng đi đi nè. Nhỏ ngồi. Khi ghim như đó đi. Nè. Ghim ra ghim vô rồi. Rồi tới cây mã số 6. Đó, cây mã số 6 vẫn là một cây mã giảo ghim giảo hột nha cô chú anh chị. Đó, nguyên lô cạnh chi là chất lượng nha cô chú anh chị. Đủ cạnh luôn, đàn tẹt ngang không à. Có đế luôn ha, có đế luôn. Đặc biệt là bông trùm, bông thơm của chú anh chị, vừa là nguyên cái lô vừa là vừa qua mà bán cho cô chú anh chị mình coi đó. Rồi, hoành thân 20. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 137. Đó, cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Bao sống bao ship miễn phí toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 7. Đó, chương trình phí ship em là miễn phí ship toàn quốc luôn, mà em ship luôn chậu nghe chú anh chị. Đem về cô chú anh chị mình để nếu mà đem về cái chậu mà bưu điện nó ship không bể thì cô chú anh chị mình để chơi luôn cũng được nữa. Còn nếu mà cô chú anh chị mình muốn đẹp thì mua chậu sành để vô. Đó, cây mã số 7. Đó, ship luôn chậu tới cô chú anh chị mình luôn. Về đỡ cô chú anh chị mình muốn thay chậu khác thì thay. Rồi, tổng số luôn. Hoành thân là 19. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 140. Cây mã số 7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 8. Đó, u nu luôn. Cây tươi tốt mà tàn tẹt ngang không nghe cô chú anh chị nó kìa. Cái này là mà giống này là mà giảo là chất lượng luôn nghe cô chú anh chị. Rồi. Hoành thân là 18 yếu 17.
chiều cao là 128, tán ngang là 120. Đó, cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 9, đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, em ship luôn chậu tới cô chú anh chị mình luôn nghe cô chú anh chị. Đó, về cái mà chợ còn cái chậu nguyên thì cô chú anh chị mình để chơi tới Tết luôn vẫn được, thay chậu xịn cũng vẫn được, rồi nó bu điện ship cũng bể thì cô chú anh chị mình thay chậu khác giùm em nghe. Bởi vì nó bằng mũ, bằng nhựa. Đó. Xương quá dày luôn. Tàn tạc luôn, cành chi đủ luôn. Rồi, thông số đây. Hoành thân 17. Chiều cao là 130. Tán ngang là 135. Cây mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Đó, bao sống, bao ship, bao hướng dẫn kỹ thuật, bao toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 10. Đó. Cây mã số 10 nó cây của chú anh chị mình thấy không? Cành chi đầy đủ tàn. Như cây nào cây nấy như cây thông luôn, tàn tẹt tẹt không à. Giống này chất lượng lắm của chú anh chị. Tiền nào của nấy nha cô chú anh chị. Vậy ha. Rồi đó này. Hoành thân là 20. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 134. Đó, cây mã số 10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Ship luôn chậu tới nhà của chú anh chị mình luôn. Đó mà bưu điện nó làm bể của chú anh chị mình thay cái chậu khác giùm em. Cái chậu này bị gì ghê ghê à. Chậu này em mua đâu có mấy chục ngàn lẻ à. Rồi tiếp tục luôn. Đó. Cây này cây này quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Chuẩn men luôn. Giống tốt nha cô chú anh chị. À, hoành thân 20. Chiều cao là 134. Tán ngang là 135. Đó, cái mã số 11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn có ship luôn chậu tới nhà của chú anh chị mình luôn, chỉ có 1.700.000 thôi. Rồi. Đó, cây mã số 12. Đó, con này nghiêng. Mà cái cây này, cây này nó cây nấy như cái thông nha cô chú anh chị. Đó, cành chi thì ok luôn. Giống mai này mà em lựa cái vườn mai này là cái bông thơm rồi của chú anh chị. Bông thơm, bông chùm luôn á. Đó. Đây. Hoành thân là 18. Chiều cao là 138. Tán ngang là 115. Đó, cây mã số 12 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000, miễn ship toàn quốc luôn. Rồi tới cây mã số 13. Đó, cây nào cây nấy ha, tàn cứng luôn rồi cô chú anh chị, mà tàn nó tẹt ngang không cô chú anh chị. Cái giống mà cây mai mà cô chú anh chị để đi, cái cây mà nó tẹt ngang hay là dảo Thủ Đức nó chín 90% nha cô chú anh chị. Dảo Đức gặt á. Gin ha. Gin đi. Khỏi cần cái này em mà hầu mua vợ gì luôn, cái không có kéo tàn gì đó mà nó vậy đó, nó xẹt xuống nó tẹt ngang sẵn luôn. Ừ, cái tự nhiên mới là hay. Rồi thông số ở đây, hoành thân ở đây là 20. Chiều cao là 120. Tán ngang là 124. Cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo cây số mã số 14. Không được. À, ghi ra ngoài luôn, ghi ra ngoài nè. Để đi. Ghi ngoài đi, ghi ngoài.
trên ngoài trống nè. Tạo điều kiện cái này dính vô đây nè, dính 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 đi, dính đây đi. Rồi tới cây mã số 14. Cây này cây nấy ha, gắt chuẩn bên luôn. Đó, em để luôn chậu hàng xếp tới của chú anh chị luôn. Còn xương dày luôn á. Quá trời xương luôn. Nhỏ mà có vỏ. Hoành thân 16, yếu tính 15 luôn. 15. Chiều cao là 138. Tán ngang là 129. Cây mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.300.000, miễn có ship toàn quắc luôn, bạn đặt ngay cô chú anh chị. Rồi tới cây mã số 15. Không luôn. Quá trời như cây thông luôn. Rồi thông số luôn. Rồi hoàn thân 19. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 130. Đó, cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.600.000, miễn ship toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 16. Đó, cây nào cây nấy như cái thông nghe cô chú anh chị. Tàn cứng ngắt luôn. Nó về rồi cô chú anh chị mình chỉ đây ta chỉ tưới nước thôi là cái lụm rồi. Mấy em mua phân luyện xương 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 vô thì đẹp tới là nhẹ săn sóc. Rồi thông số luôn. Cầm chi ok luôn. Hoành thân 20. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 131. Đó, cây mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Miễn có ship toàn quắc luôn. Rồi tới cây mã số 17. Đó, cô chú anh chị mình coi cái tàn với cái cành cái xương nè cô chú anh chị. Quá trời luôn. Cái giống này là bông mà cô chú anh chị mình khỏi chê luôn. Đó, vừa qua cô chú anh chị mình bấm lên cái clip bông của em coi. Nó một lô một luôn đó cô chú anh chị. Tết bán mớ bông rồi đâu. Còn mớ này thì để cho nó ra lọt bán cô chú anh chị. Hoành thân là 19. Chiều cao là 142. Tán ngang là 125. Đó, cây mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Đó, miễn phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tới cây mã số 18. Đó. Đó. Rồi, số luôn. Rồi hoành thân là 20, yếu tính 19. Chiều cao là 140. Tán ngang là 124. Đó, cây mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000. Miễn phí ship toàn quốc luôn. Đây. Rồi cây mã số 19. Đó, cái mã số 19, quá trời cái tàn luôn. Những cái tàn mà cạnh chi ha. Bắn xỉa 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 ngang không. Rồi, đó luôn anh. Rồi. Hoành thân ở đây là 19. Chiều cao là 140.
Tán ngang là 136. Đó, cây mã số 19 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000, miễn có ship toàn quắc luôn. Rồi, tới cây mã số 20 cũng là cây cuối clip. Đó. Quá trời cái tàn nha cô chú anh chị. Đó. Cành chi đầy đủ mà tàn thông luôn. Bông đẹp luôn. Chương trình phí ship em là miễn có ship toàn quắc luôn, ship luôn cái chậu nghe cô chú anh chị. Đó. À. Ờ, cái bông nó rụng hết rồi. Quá trời tàn luôn. Hoành thân là ngay đây là 18. Chiều cao là 145. Tán ngang là 126. Đó, cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000, miễn có ship toàn quắc luôn. Cũng là cây cuối clip, em xin chào cô chú anh chị. À, hẹn gặp lại clip sau.